À, các bạn thân mến, đây là một chiếc xe rùa cực đẹp các bạn nha. Sử dụng động cơ Kubota New. Là cái dòng này là dòng điện tử mới. Ừ. Bao nhiêu ngựa chứ? Biết không? Con này chung là nó tải có 5 ngựa 2. À 5 ngựa 2. Cái này nó có ben không? Sổ hông à? Sổ hông hết. Sổ hông. Cái này cực đẹp à. À đâu? Lốp liếc đồ sao? Đẹp. Lốp rin theo xe luôn hả? Theo xe luôn. Một cầu. Lốp kia nứt ha. Dạ, năm sau cái đó quan trọng đó. À. Mình nứt thì thay cho ta. À. Nứt tét thay hết. À nứt tét thay hết. Ồ, động cơ của ta GS 200. Còn mới ten ha. Mới ten á, có nghĩa là bị ten rồi á, mới ten. Đặc biệt là cái này có bánh sau là bánh bự đi. À, đặc biệt bánh sau là bánh bự. Cái này cái gì ta? Hai số à. À bánh sau là bánh bự. Bánh này đã ha. Bánh này cao su ô hắc su của Nhật nha, chứ không phải của Việt Nam đâu, mình nói đùa cho vui á. Xe này chở 500 kg. Đây dàn bánh sau cực to luôn, cực lớn, gai lốp đồ còn đẹp. Con này sổ hàng các bạn nha, bán sổ mùa mưa, giá 15 triệu. Bây giờ mà bỏ 15 triệu ra để mà đóng được một chiếc xe như vậy thì không bao giờ đóng được. Việt Nam mình không đẳng cấp. Đóng cũng được mà mất. Nhưng mà có điều có cái bộ cầu bộ này nọ không bằng được. Dạ, đúng, đúng không? Với nó không có chất được như vậy. Hàng nó không có rim vậy. 15 triệu. 15 triệu là coi như là tính ra là rẻ. Hàng bãi thôi, chứ còn hàng mà hàng mới thì mua không nổi. Nếu hàng mới thì con này các bạn lên trên trang web xem thì nó 2.000 đô các bạn. Hả? Hơn 40 triệu tiền Việt Nam, gần 2.000, 1.890 mấy đô. Gần 40 triệu tiền Việt. Trong khi bây giờ mình mua chỉ có 15 triệu, quá rẻ luôn. Rồi. Ủa nổ máy được không chứ? Tao cho nổ thử coi được không? Kéo ra. Lên phát liền rồi hả? Chạy thử coi. Con này nó có V-Side nha. V-Side là hai cầu là chạy đường địa hình được luôn á. Bên kia là V-Side. Lũng vỏ. Thôi lên đi. Phá quá lên đi. Tụi nó lũng vỏ rồi mắc công. Phá quá lên đi. Chạy dưới đây sắt thép không. Ghê chưa. Hai bánh nó bơi ghê chưa. Ủa giờ. Dạ phá. Dạ.
Rồi tắt máy đi. Tắt máy đi. Tắt được không? À. Máy nổ chê. Ờ. Chê khỏi nổ. Gan ti chạy đã quá ha. À. À, nó quay nè. Từ 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 nè. Nổ khỏi chê, chê khỏi nổ. Đó. À. Rồi, tắt máy. Cục rồi, xong, nghỉ hết. Cái này là gì đây? Nay là mình thích lái sao lái. Hả? À à à. Lái em được. À mình đứng đây mình lái cũng được. Không phải đâu, hôm mà đứng mình lái lui. Không thôi mình cứ mình chạy vậy em được. Kiểu vậy nè. Làm gì? Không, mày xuống cái kiểu ơi. Đâu xuống kiểu ơi. Ấy là xuống cái kiểu tao coi làm gì có cái kiểu mà lái kiểu đó. Tao cũng lại á. Không bao giờ. Lái bằng chân cũng được. Thì được, hãy lái bằng chân nghe còn có lý. Chạy là nếu là đờ rắc á. À. Cái nào? Làm ấy như xe đua. Hả? Thôi tao cũng lại. Hay là bỏ xuống dưới coi. Được không? Ý là hay là bỏ như vậy lái. Như vậy dạ. Đặt hai chân. Ô xuống đó lái. Má có thắng chân mà thắng tay luôn. À. Thắng chân lại thắng tay đây. Có thắng cẳng không? Không. Hả?